Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì nhóm tu nữ miền Tây đại diện cho chú Nghiệp và cô Dung đến gia đình của bà Bảy. Thì bà Bảy hiện tại là được 90 mấy tuổi rồi, sống có một mình thôi. Thì căn nhà của bà Bảy hiện tại thì nó đang hư rất là nhiều, cho nên là cô chú nhờ mình đến khảo sát gia đình của bà, xem có hư hao những gì để sửa chữa. Thì mời các bạn cùng vô nhà của bà Bảy nha. Thưa bà Bảy, cũng mới tới. Hôm nay bà Bảy có nhà thì mình đến. Bà Bảy ơi, hôm nay con đến là con đến để xem nhà của bà Bảy cần sửa chữa những gì nha bà Bảy. Để con sửa lại cho bà Bảy. Nhưng mà trước mắt thì cô chú có nhờ con là sửa chữa cái cầu thang cho bà Bảy. Hiện tại thì cái cây cầu thang này nó hư nè các bạn, để mình dỡ lên cho các bạn xem. Đó, nó gãy như thế này luôn nè. Còn những cái cây này cố định nữa thì nó rất là mục luôn. Cho nên là hiện tại thì mình không thể nào đi bằng đường này lên nhà của bà Bảy được. Thì mình sẽ đi ra đường sau. Bà Bảy cho phép con đi ra sau nha. Mình tham quan ở phía sau nhà bà rồi cần sửa thêm những gì nữa. Là trước mắt là con sửa cho bà cái cầu thang này trước nha. Bây giờ con đi ra sau đây. Nhà sau này mình lên được không bà Bảy ạ? Bà Bảy ơi, nhà sau này mình có thể lên được không? Dạ. Thì có những cái bậc thang này nè, ngày trước là bà Bảy sử dụng để làm cái sàn nước, nhưng mà bây giờ nó lại hư rồi. Thì tất cả toàn bộ là bà Bảy về cái nhà bếp ra phía trước nhà luôn. Giờ mình là sẽ lên nhà. Dạ, bà Bảy vô nhà đi. Dạ giờ cô chú ơi, thì đầu tiên thì con đi từ đường trước vô đằng sau thì khảo sát được cái căn nhà bếp của bà Bảy thì nó cũng đã hư và mục hết. Cô chú thấy xem nè, ở phía dưới là nó mục hết trơn luôn rồi. Mình để cái bàn thì nó cũng nghiêng tới nghiêng lui, nhưng mà còn những cái cột cây thì nó còn xài được. Thì ở đây con sẽ tận dụng lại để con sử dụng những cái cột cây này luôn. Còn xích lên đây thì có những cái mối nó nằm ở chỗ mấy cái cột cây á, thì nó cũng đã hư hết trơn rồi. Mấy phần thiết thì có một số thiết thì mình sẽ tận dụng lại, những cái thứ mà mình còn sử dụng được thì mình sẽ tận dụng. Rồi con sẽ làm lại là nguyên một cái bếp luôn, che lại cho bà. Phần ở dưới nền chỗ này nè thì con sẽ đóng dán lại hết. Làm cho bà nguyên dạng lại một cái căn nhà bếp, để cho bà về bếp vô ra lại phía sau. Dạ, rồi đóng lại những cái khoảng trống cho bà luôn, là giống như là con làm toàn bộ cái nhà bếp này luôn nè bà Bảy. Dạ ha, nhưng mà 7 triệu nha. Dạ rồi, giờ mình tiếp tục ra trước mình xem cần làm gì nữa nghe bà Bảy. Ở đây là cái bà Bảy ơi, đây là cái buồng của bà hả? Buồn. Dạ, cái này mình đồ đạc là mình chắc cái gì vậy bà? Chắc này kia nọ, ngày mới gần ta rửa sạn để làm đầu, để làm bếp luôn. Đây là đồ, toàn bộ đồ của bà Bảy hết hả? Dạ. Dạ. Cái chổng này mình còn xài được không bà? Được. Cái chổng này mình xài được hết ha. Con thấy nó cũng cứng lắm, cứng cáp lắm. Dạ, chổng tào lao. Dạ. Còn phần dán ở dưới đây là có bị mục không bà? Không có. Không có ha. Dạ. Dạ. Vậy là con không có làm phần này nha, con sẽ tận dụng lại. Rồi giờ mình đi tiếp nha bà. Rồi. Giờ thì tiếp theo là mình thấy chỗ cái vách buồng này nè, cũng cần làm lại cho bà. Thì mình sẽ đóng lại đây, những cái vách nè, từ trong đó ra đây luôn là bà Bảy chỉ che bằng tấm màn thôi hả bà? Dạ. Như vậy là cũng được hả bà? Mình cũng, bà cũng che này lâu rồi đúng không? Che đồ lâu rồi. Dạ, bây giờ con sẽ làm lại. Bà Bảy vô đây nè. Bây giờ con, ý con như vậy nè, bà Bảy chịu không? Dạ. Giờ có những cái cây này nè, là từ trước giờ bà Bảy che, bà Bảy không có cái gì để cố định. Như vậy con sẽ làm cái vách cửa buồng cho bà luôn được không? Được. Bà chịu không? Chịu. Dạ, vậy mình làm lại cái vách cửa buồng ha. Dạ. Dạ, rồi. Rồi, giờ tiếp tục mình ra trước nha bà. Giờ tới nhà trước. Mình đi sau lòn tới. Dạ.
Nói chung là phần ở phía trước của bà thì những cái cây, những cái mầm này nè, mình cũng còn sử dụng lại được cô chú. Phía bên dách ở đây thì bà có bị mưa không bà? Không có bạc nữa. Dạ. Còn chỗ này thì nói chung là mình dọn dẹp gọn lại là mình có thể sử dụng được đúng không bà? Dạ. Dạ. Như vậy là chỉ còn làm thêm cái bước cầu thang này xuống cho bà thôi. Dạ. Rồi, bà Bảy cho con ngồi chung với bà Bảy nha. Dạ, ngồi ta. Bà Bảy ơi, hôm nay thì con cũng đến là tham khảo nhà của bà đó. Thì cũng có một số để con sửa chữa. Là chỉ có 3 phần để con sửa chữa thôi. Thì hôm nay thì bà Bảy rất là may mắn được sự giúp đỡ của chú Nghiệp và cô Dung. Quan tâm đến bà Bảy rất là nhiều. Thì bà Bảy có vui không? Vui. Dạ. Thì bà Bảy có cảm ơn chú Nghiệp với cô Dung chưa? Dạ, chú cảm ơn chứ. Dạ. Sao? Với cô Dung chú cảm ơn luôn. Dạ. Năm nay thật sự ra cái tuổi của bà Bảy là bà Bảy ra bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi từ con gắn, con gắn lớn. Con gắn lớn hả? Con gắn lớn con cũng dốt tính lắm. Vậy bà Bảy năm nay ăn Tết vui không? Vui. Dạ. Ủa mới nãy bà Bảy bệnh sao mà lại đi khám bệnh vậy? Ho, rất mệt mệt. Ho mệt mệt. Chích mấy mũi vô đít rồi? 2 mũi. 2 mũi luôn hả? Ngày hôm qua 1 mũi, hôm nay 1 mũi nữa. Rồi có cho thuốc uống chưa? Có, cho uống rồi, uống tại bệnh luôn. Bây giờ con nói bà Bảy nghe nè, giờ nhà mình cũng đẹp đẽ xong rồi. Yeah. Thì bà Bảy, nếu mà bà Bảy làm không nổi đó, yeah, thì mình nhờ một người nào đó bà Bảy vệ sinh lại căn nhà, cho cái nó không khí nó thoáng mát, nó không có bị những con vi khuẩn á, xâm nhập vô người thì nó sẽ dễ bị bệnh hơn nha bà. Yeah. Rồi thì hôm nay thì con đến thăm, thì chuẩn bị chắc ngày mai thợ sẽ đến làm cho bà. Yeah. Giờ thì con đi ra ngoài xem mấy cái cây mấy chú thợ chở vô chưa bà? Dạ. Yeah. Bà có hay là mấy chú thợ chở mấy cái cây vô cho bà chưa? Chưa thấy. Chưa thấy luôn hả? Thì chắc là mơ quá. Rồi giờ bà Bảy đi ra coi với con nha. Dạ. Yeah. Rồi đi. Giờ mình xuống đường nào? Con xuống đường kia nha. Đi bà Bảy đi với luôn. Con đi. Đây nè bà ơi, là những cái cây là con chuẩn bị mua và mình cưa bà, để chuẩn bị cho căn nhà của bà đó. Thì những cái cây này thì con nhờ cái chú kế bên nhà, chú đi cưa giùm cho mình. Thì dáng này là dáng bạch đằng, cây bạch đằng hả chú? Bạch đằng. Dạ, cây này là cây bạch đằng. Còn mấy cái này mình gọi là cái gì chú? Cũng bạch đằng không à? Dạ, cái này để mình làm lại cái nhà bếp cho bà. Cái đó là dán đó. Dạ. Đóng dán đó. Chú ơi, cái này ngày mai là mấy chú thợ có bào rồi không chú? Bào lại chứ. Dạ. Cái này mình cưa xa nhà không chú? Mình chưa cưa cái này xa nhà không chú? Dạ, ở đâu chứ, ngày qua ở đâu chứ. Dưới cái gì, Mương Châu nè. Dưới Mương Châu. Bạch đàn thì mình xài khoảng bao lâu thì nó bị hư chú? Nếu mà bạch đằng này đó mình kỹ á, mình pha dầu đồ vô đó. Dạ. Là có khoảng chừng 20. 20 năm. 20 năm. Giới thiệu cho các bạn biết, đây là chú ở kế bên nhà của bà. Thì chú đây cũng rất là tốt bụng. Thường ngày thì bà Bảy có bệnh hoạn gì hoặc là cần sự giúp đỡ thì chú đây với cô gần bên nhà cũng ra tay giúp đỡ bà. Đó. Những lúc bà bệnh mà bà không thể giặt quần áo được thì chú đây cũng rất là tốt. Đó, giúp cho bà hết. Tặng đồ đặt cho bà đó, đốt rồi chứ nào. Dạ. Chưa đốt để chứa có ngày cháy nhà là chết. Dạ. Chú ơi, vậy ngày mai chú thợ là khoảng chừng nào lại làm nha chú? Sáng lại, nó sáng lại làm. Dạ. Cây này thì chú hết. Mình bào mấy cái này hết hả chú? Còn cái này mình có bào luôn không? Cái đó thì cái bào cũng được mà không bào cũng được, bào mặt thôi. Dạ. Trong mình sáng sủa thì mình bào, còn cái kia mình đóng dắt vô rồi thì mình không cần bào cũng dạ, khỏi tốn công mình. Cái này bao nhiêu miếng dán để mình đủ phía sau cho bà không chú? Cái này hình như là cũng 10 miếng, mười mấy miếng vậy đó. Dạ. Vậy là đủ hả chú ha? Đủ. Dạ. Mặt hết là 3 tấc à. Cái này dày im quá bà ha. 2 phần. Dạ. 2 phần đủ. Rồi. Như vậy con thấy cũng im rồi. Bà cũng lớn tuổi rồi thì tạm thời là con cũng sửa lại cho bà bấy nhiêu thôi để kiên cố cho bà ở.
À, chú thấy ở đây rồi bà có cần thiết thêm cái gì nữa không chú? Thì bây giờ có nhiêu đó là coi như là đủ hoàn thành cái nhà của bà rồi. Dạ. Cái nhà kia thì cũng còn, mình cũng còn được rồi chứ đâu có hư hại gì. Dạ. Thì nó cũng sẽ cứng cáp. Cầu của bà đó. Dạ. Con chào dì. Dì thấy như vậy là chắc cô ở xung quanh nhà chắc cũng vui. Vui dịp cho bà. Bao nhiêu dáng chắc cũng đủ hết chú ha, không đủ. Cần phải mua thêm. Đủ rồi, đủ dạ. Rồi. Dạ. Đo hết trơn rồi, mình ra tính ra mặt dáng bao nhiêu miếng dáng rồi, bề dài nó bao nhiêu rồi, bề ngang bao nhiêu rồi, cái là mình đo rồi mình cắt dáng rồi là đủ rồi đó. Dạ rồi, con cảm ơn cô chú nhiều nha, ở đây cũng giúp đỡ cho bà. Dạ. Cô ở xa cô còn giúp đỡ hướng gì gần cái bên bà nữa đâu. Dạ. Thì con cũng thay mặt chú Nghiệp và cô Dung thì con cũng cảm ơn cô chú rất là nhiều đã giúp đỡ cho gia đình của bà Bảy. Thì hôm nay thì con chỉ khảo sát và sáng mai thì 8 giờ sẽ thợ sẽ dỡ ra những cái hư của nhà của bà Bảy để sửa chữa. Thì sau khi hoàn thành xong thì con sẽ quay lại cho cô chú xem. Bây giờ con chào cô chú, chào mọi người.